Ba con cá mú nghệ có tổng trọng lượng hơn 300 kg, trong đó con to nhất nặng tới 130 kg, dài 1m8, vừa được một chủ nhà hàng vận chuyển từ Phú Quốc về quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người tỏ ra thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng. Hãy vận chuyển từ Phú Quốc vô trong Hà Tiên, đi bằng tàu, rồi từ Hà Tiên mình mới chở xe lên tới trên này. Đa số là cá mú về là chết, lâu thật là lâu mới nhập được một con lớn như vậy mà sống, thì hiếm lắm. Cá mú nghệ có tên khoa học là Epinus plus lanceolatus, thường sống ở vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đây là loài cá có xương lớn nhất được tìm thấy ở rạn san hô. Với giá dao động từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng 1 kg, cá mú nghệ có thịt thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng, được đông đảo thực khách ưa chuộng.